Cô chào tất cả các bạn. Cô tên là Nguyễn Thị Bích Huyền, là giáo viên trường tiểu học Võ Thị Thừa. Hôm nay, cô cùng đồng hành với các bạn trong môn tiếng Việt, chủ đề 8, đồ chơi, trò chơi. Bài 2, làm quen với vần ôi, ơi. Trước khi vào bài học mới, cô có phần kiểm tra bài cũ để xem các bạn có ghi nhớ bài học ngày hôm trước không nhé. Qua một trò chơi nhỏ, đó là trò chơi câu cá. Các bạn nghe rõ nhiệm vụ nha. Nhiệm vụ của các bạn là tìm được con cá mang trên mình tiếng có vần theo yêu cầu ghi trên bản gỗ. Nếu các bạn tìm đúng, chúng ta sẽ câu được chú cá đó lên bờ và trở thành người chiến thắng trong trò chơi này. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng tham gia chơi nhé. Yêu cầu đầu tiên đã xuất hiện trên bảng gỗ. Tìm chú cá mang tiếng chứa vần oi. Các bạn hãy cùng tìm và câu chú cá đó nhé. À, các bạn đã quan sát kỹ chưa nào? Các bạn cùng theo dõi kết quả trên màn hình của cô nha. Yeah. À, đó là chú cá mang tiếng còi. Tiếng còi chứa vần oi. Cô chúc mừng các bạn câu được chú cá đúng. Tiếp đến, yêu cầu thứ hai xuất hiện trên bảng gỗ. Câu chú cá mang tiếng chứa vần ai? Các bạn hãy cùng quan sát thật kỹ và câu chú cá đó lên nhé. À, các bạn đã tìm ra chưa nào? Chúng ta cùng xem đáp án của cô nha. Yeah. À, đúng rồi, đó là chú cá mang tiếng chai. Tiếng chai chứa vần ai? Cô chúc mừng các bạn có lựa chọn chính xác. Qua trò chơi này, cô thấy rằng các bạn chơi thật là giỏi và ghi nhớ được vần ai, oi, bài cũ đã học. Cô có lời khen đến các bạn. Vậy tiếp theo, các bạn ơi, mình cùng bước vào tiết 1 bài mới nhé. Bây giờ, các bạn quan sát bức tranh trên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ gì. À, trong tranh có các bạn nhỏ đang ngồi chơi cùng nhau. Trên tay mỗi bạn đều có một món đồ chơi. Bạn nam áo xanh có chú bộ đội. Bạn nam áo cam có ngôi sao vàng. Còn bạn nữ váy tím thì cầm trên tay một bông hoa nhỏ. Những món đồ chơi này đều được gọi là rối que. Các bạn nhỏ đang cùng nhau chơi rối que. Cô có các từ mới như sau. Chơi rối que. Bộ đội. Ngôi sao. Trong các từ ngữ vừa tìm được, các bạn có nhận xét gì không? À, ta thấy ở ba từ đều có tiếng chứa vần ôi, đó là tiếng ngôi, tiếng đội và tiếng rối. Còn từ chơi rối que còn có chứa cả tiếng chứa vần ơi nữa đấy các bạn ạ. Đó là tiếng chơi. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với hai vần mới. Ôi, ơi. Cô giới thiệu với các bạn vần ôi. Bạn nào có thể phân tích giúp cô cấu tạo của vần ôi không nào? À, vần ôi gồm âm ô đứng trước, âm y đứng sau, đánh vần là ô y ôi ôi. Cô mời cả lớp luyện đọc. Cô có vần ôi, làm thế nào cô được tiếng rối các bạn nhỉ? À đúng rồi, cô thêm âm r đứng trước vần ôi, thêm dấu sắc trên đầu âm ô, cô được tiếng rối. Các bạn hãy cùng lắng nghe và luyện đọc nhé. R, ôi, rối, sắc, rối, rối. Cô mời các bạn luyện đọc. À, đối với âm R, các bạn chú ý phát âm cho chính xác nhé. Tiếp đến, cô có hình ảnh rối que. Những
con rối hình con vật hoặc hình người được gắn lên những chiếc que dài để dễ cầm, điều khiển được, gọi là rối que. Cô có từ rối que. Cô mời các bạn đánh vần và luyện đọc theo cô. R ô rối sắc rối rối của e que que rối que. Cô mời các bạn luyện đọc. À, các bạn đọc rất là tốt. Cô có lời khen đến các bạn. Tiếp đến các bạn ơi, các bạn hãy cùng quan sát lên màn hình và cho cô biết các bạn có biết đây là hình ảnh gì không nào? À, đây là một chiếc xe hơi bằng đồ chơi. Chắc hẳn các bạn nam đều có món đồ chơi này phải không nào? Cô có từ xe hơi. Các bạn hãy cho cô biết trong từ xe hơi, tiếng nào mình đã học rồi? À, đó là tiếng xe. Vậy hôm nay cô giới thiệu với các bạn thêm một tiếng mới, đó là tiếng hơi, chứa vần ơi. Bạn nào giúp cô phân tích cấu tạo của vần ơi nào? À, vần ơi gồm âm ơ đứng trước, âm y đứng sau. Đánh vần là ơ, y, ơi, ơi. Cô mời các bạn đánh vần và luyện đọc. Qua đây, các bạn có nhận xét gì về hai vần này không nhỉ? Chúng có điểm gì giống và khác nhau? À, đúng rồi, điểm giống của hai vần này đó là đều có âm y đứng sau. Còn khác nhau là vần ôi có âm ô đứng trước, còn vần ơi thì có âm ơ đứng trước, phải không nào? Chúng ta cùng luyện đọc lại bài nhé. Ô y ôi ôi, r ôi rôi sắc rối rối, rối que. Ơ y ơi ơi, xe hơi. Các bạn hãy bấm dừng video để luyện đọc nha. Chúng mình vừa luyện đọc rồi. Để khắc sâu kiến thức tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các bạn luyện viết. Để cùng luyện viết, các bạn hãy chuẩn bị vở vui học cùng chữ viết, bút chì, gôm. Bấm dừng video để chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong, các bạn hãy bấm tiếp tục nha. Bây giờ, các bạn hãy mở vở vui học cùng chữ viết trang 25 để luyện viết vần ôi, ơi, từ, khối, gỗ, đồ, chơi. Đầu tiên, cô hướng dẫn các bạn viết vần ôi. Các bạn hãy cho cô biết vần ôi gồm mấy chữ ghép lại với nhau và cao mấy ô ly? À, vần ôi gồm hai chữ ô và chữ y ghép lại với nhau đều có độ cao là 2 ô ly. Cách viết như sau, đặt bút ở đường kẻ ngang 3, viết chữ ghi âm ô cao 2 ô ly. Tại điểm kết thúc âm ô, ta viết nét thắt nhỏ nối với âm y cao 2 ô ly. Ta được chữ ghi vần ôi. Các bạn hãy viết một hàng vần ôi vào vở nhé. Cách viết vần ơi tương tự với cách viết vần ôi. Từ điểm bắt đầu dưới đường kẻ ngang 3, ta viết âm ơ cao 2 ô ly. Từ điểm kết thúc của âm ơ, ta viết một nét thắt nhỏ nối với âm y, ta được chữ ghi vần ơi. Các bạn hãy luyện viết một hàng vần ơi nhé. Bấm dừng video khi chúng ta luyện viết nha. Các bạn nhìn vào từ khối gỗ và nhận xét về độ cao các nhóm chữ. À, trong từ khối gỗ, ta thấy chữ K, H, G cao 5 ô ly. Các chữ còn lại cao 2 ô ly. Khoảng cách giữa chữ khối và gỗ là 1 ô ly rưỡi. Từ đồ chơi cũng như vậy. Chữ D cao 4 ô ly, chữ H cao 5 ô ly. Nhóm các chữ còn lại cao 2 ô ly. Khoảng cách giữa chữ đồ và chữ chơi là 1 ô ly rưỡi. Các bạn hãy bấm dừng video để luyện viết nhé. Cô sẽ chấm xem bạn nào viết chữ nắng nót và sạch đẹp nha.
Vừa rồi, cô trò mình đã đi hết tiết 1 của bài, các bạn viết cũng mỏi tay rồi phải không nào? Vậy thì các bạn hãy cùng cô thư giãn, đứng tại chỗ, làm theo các động tác bài nhạc nha! If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. Sau khi thư giãn thoải mái rồi, mình cùng bước vào tiết 2 nhé. Các bạn quan sát trên màn hình, xem cô có gì nào. À, cô có hình ảnh một ngôi sao vàng. Ngôi sao thường xuất hiện trên bầu trời vào buổi tối, phát ra ánh sáng lấp lánh lấp lánh. Cô có từ ngôi sao. Cô mời các bạn đánh vần và đọc trơn nhé. Ngờ ôi ngôi ngôi, sờ ao sao sao, ngôi sao. Cô mời các bạn luyện đọc. Tiếp theo cô có hình ảnh gì đấy? À, đó là một bộ đồ bơi. Các bạn có biết khi nào mình mặc đồ bơi không? À đúng rồi, đó là lúc mình đi biển cùng gia đình hay đi bơi vào những ngày hè thời tiết nóng nực ở các bể bơi. Và khi đi bơi, các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta phải đi sát theo người lớn, ba mẹ của mình, không nô đùa, tránh bị tai nạn đuối nước nhé các bạn. Cô có từ đồ bơi. Cô mời các bạn đánh vần và luyện đọc theo cô nào. Đờ ô đô huyền đồ đồ, bờ ơi bơi bơi, đồ bơi. Cô mời các bạn đọc. Hình ảnh tiếp theo là 1, 2, 3, qua. Trên màn hình xuất hiện một bộ đồ chơi, đó là bộ nồi. Món đồ chơi các bạn nữ rất thích mỗi khi chơi trò chơi nấu ăn, phải không các bạn? Cô có từ bộ nồi. Cô mời các bạn đánh vần và đọc trơn theo cô nào. Bờ ô bô nặng bộ bộ, nờ ôi nôi huyền nồi nồi, bộ nồi. Cô mời các bạn luyện đọc. Vậy hình ảnh cuối cùng của chúng ta là gì? Các bạn đã phát hiện ra chưa? À, đó là bộ đồ chơi câu cá. Lớp mình có bạn nào đã chơi bộ này rồi? Giơ tay cô xem nào. À, cô thấy các bạn đều đã có cho mình một bộ đồ chơi câu cá. Cô có cụm từ đồ chơi câu cá. Cô mời các bạn đánh vần và đọc trơn cùng cô nhé. Đờ ô đô huyền đồ đồ, chờ ơi chơi chơi, cờ âu câu câu, cờ a ca sắc cả cả, đồ chơi câu cá. Cô mời các bạn luyện đọc. Chúng ta cùng luyện đọc trơn lại nào. Ngôi sao, đồ bơi, bộ nồi, đồ chơi câu cá. Bây giờ các bạn hãy dùng thước kẻ và bút chì gạch chân các tiếng có chứa vần mình vừa học trong các từ ứng dụng trên nhé. Các bạn hãy bấm dừng video khi thực hiện và bấm tiếp tục khi xong nha. Cô mời các bạn thực hiện. À, các bạn đã tìm xong chưa nào? Chúng ta cùng theo dõi kết quả trên màn hình của cô nhé. Tiếng ngôi chứa vần ôi, tiếng nồi chứa vần ôi, tiếng bơi chứa vần ơi và tiếng chơi chứa vần ơi. Cô có lời khen đến các bạn đã tìm và gạch đúng tiếng chứa vần ôi ơi chúng ta vừa học nha.
Để tiếp tục bài học, mình quan sát lên màn hình, lắng nghe cô đọc mẫu đoạn ứng dụng nhé. Bà nội khâu đồ chơi cho bé. Bà khâu chú thỏ có đôi tai dài. Chú gấu có cái áo nâu. Các bạn đã nghe rõ chưa nào? Bây giờ, chúng ta hãy dùng bút chì và thước kẻ gạch dưới cái tiếng chữ vần mà chúng ta vừa học nhé. Cô mời các bạn thực hiện. Các bạn đã làm xong chưa nào? Chúng ta quan sát lên màn hình của cô nha, để dò xem các bạn đã gạch đúng chưa. Ta có tiếng nội trong từ bà nội. Bà nội là người sinh ra ba mình đó các bạn. Tiếng nội chứa vần ôi. Tiếp đến là tiếng đôi chứa vần ôi. Tiếng đôi có nghĩa là chỉ số lượng là 2. Tiếng tiếp theo là tiếng chơi chứa vần ơi. Bây giờ các bạn hãy cùng phân tích với cô tiếng nội nha. Tiếng nội gồm âm N đứng trước, vần ôi đứng sau. Dấu nặng dưới âm ô đánh vần là N ôi nôi nặng nội nội. Cô mời các bạn đánh vần và đọc trơn. Tiếp đến là tiếng đôi. Cô mời các bạn phân tích và đánh vần. Đờ ôi đôi đôi đôi. À, các bạn đánh vần và đọc trơn rất là tốt. Chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ, các bạn hãy lắng nghe và quan sát cô đọc mẫu lại một lần nữa nha. Bà, nội, khâu, đồ, chơi, cho, bé. Bà, khâu, chú, thỏ, có, đôi, tai, dài. Chú, gấu, có, cái, áo, nâu. Trong đoạn văn trên, các bạn có biết bà nội khâu gì cho bé không? A. Bà nội khâu cho bé đồ chơi, khâu chú thỏ, chú gấu. Vậy, chú thỏ có hình dáng thế nào? Đúng rồi, chú thỏ có đôi tai dài. Thế còn chú gấu thì sao nhỉ? A. Chú gấu có một cái áo nâu. Các bạn hãy luyện đọc lại đoạn văn cho ba mẹ mình nghe, sau đó nhờ ba mẹ quay clip gửi cho cô nhé. Hoạt động cuối cùng trong bài học hôm nay đó là hoạt động mở rộng. Các bạn hãy cùng quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ các bạn nhỏ đang làm gì. À, tranh vẽ các bạn nhỏ đang chơi cùng nhau, mỗi bạn đều có món đồ chơi mà mình thích và đem ra giới thiệu với bạn bè của mình về tên gọi, kiểu dáng, màu sắc nè. Còn các bạn lớp mình thì sao nhỉ? Các bạn có đồ chơi mà mình thích không? À, chắc hẳn các bạn đều có và có rất nhiều. Vậy thì các bạn hãy đem món đồ chơi mà các bạn thích nhất giới thiệu với người thân của mình về kiểu dáng, tên gọi, màu sắc của đồ chơi đó nha. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Các bạn nhớ luyện đọc lại toàn bài và hoàn thành bài viết trang 25 nhé. Cô tạm biệt tất cả các bạn.